Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Tĩnh Gia tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, Hội Nông dân huyện Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với 63 địa phương, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự tại điểm cầu tại huyện Tĩnh Gia có đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành cấp huyện. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế của cả nước trong năm 2018, đó là tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2007, xuất siêu lên đến trên 7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần mức kỷ lục 2,1 tỷ USD đã xác lập được năm 2017. Tăng trưởng kinh tế có sự cải thiện rõ nét, thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 10 năm qua, nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới 14%. Về nhiệm vụ trong năm 2019, Chính phủ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Chính phủ xác định các nhóm giải pháp lớn cho năm 2019 gồm tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, các bộ ngành trung ương đề nghị Chính phủ và các địa phương cần quan tâm giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội như giải phóng mặt bằng, phát triển thị trường nội địa, quan tâm ưu tiên cho phát triển doanh nghiệp và hạ tầng thương mại, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại trong nước, quan tâm nhiều hơn đến phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, đặc biệt là khu vực miền núi. Ngoài việc xử lý nghiêm tội phạm tín dụng đen, cần quan tâm giải quyết các nhu cầu có thật và chính đáng của người nghèo, tăng cường quản lý người nghiện ma túy, quan tâm các vấn đề về môi trường như chống rác thải, nhựa đối với biển và đại dương, xử lý chất thải rắn, tăng diện tích các khu bảo tồn, chủ động ứng phó với dự báo về nắng nóng, hạn hán trong năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khát vọng phát triển của cả dân tộc đã và đang bùng lên mạnh mẽ. Do vậy, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương cần truyền tải đến cán bộ, công chức tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển, có hành động cụ thể quyết liệt khắc phục những hạn chế yếu kém, gần dân lắng nghe xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc để người dân và chính quyền cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Năm 2018, cả nước đã đạt tốc độ tăng trưởng 7,08%, quy mô nền kinh tế đạt 5,5 tỷ USD là mức độ rất lớn. Trong bối cảnh khu vực và thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, muốn có kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019 cao hơn trong năm 2018 là nhiệm vụ rất khó khăn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết số 0102 đã đề ra. Phát huy, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, phát huy ý chí, tinh thần tự lực, tự cường của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực trong thời đại công nghệ số, các nguồn lực về khoa học công nghệ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy từ trung ương đến địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chủ động quan tâm đến phòng chống thiên tai, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, hiệu quả các doanh nghiệp, nhà nước,
cổ vũ phát huy tinh thần tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân để phát triển sản xuất kinh doanh, lao động, học tập, chống đói nghèo, lạc hậu, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong năm 2019. Ngày 25 tháng 12 năm 2018, huyện ủy Tĩnh Gia đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự về phía tỉnh có đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, về phía huyện có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đơn vị quân sự đóng trên địa bàn huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn và Bí thư các đảng bộ chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thông qua báo cáo tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Năm 2018, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Song Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Các cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến xã đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Nhờ đó, công tác quốc phòng an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh và tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ quốc phòng an ninh được chú trọng. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước và các cấp về công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Thường xuyên tổ chức kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh từ huyện đến cơ sở. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28 NQTU ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tập trung củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng quân sự, công an, biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang trong huyện, trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, Việt Kiều về thăm thân. Đồn biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, chính quyền các xã ven biển, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho chính quyền, điều chỉnh bổ sung kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, xử lý tốt các sự việc xảy ra. Chính sách xã hội, chính sách hậu phương, quân đội được các cấp ủy, chính quyền quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Cũng tại hội nghị, đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng an ninh, quân sự quốc phòng năm 2018. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong toàn huyện tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, kịp thời phát hiện và chủ động giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để diễn biến phức tạp, đột xuất, bất ngờ xảy ra.
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm nòng cốt, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019, tạo nền tảng cho việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt nhiệm vụ đối với các cấp ủy chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Vừa qua, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự về phía tỉnh có đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện. Năm 2018, hội viên Hội Nông dân trong toàn huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua, khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Toàn huyện sản xuất được 19.599 hectare cây trồng các loại, đạt 98% kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 50.000 tấn, tổng đàn trâu bò trên 19.000 con, đàn lợn 47.075 con, đàn gia cầm 520.680 con. Trong năm, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên thông qua các hoạt động như vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản, chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức các cấp hội được quan tâm. Trong năm, các cấp hội đã tổ chức đại hội và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động cụ thể trong thời gian tiếp theo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được nhân rộng. Các hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân được triển khai đồng bộ sâu rộng. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh được các hội viên trong toàn huyện đồng tình hưởng ứng. Nhờ vậy đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, những kết quả mà Hội Nông dân huyện đạt được trong thời gian qua có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào, tổ chức hội, phát triển sự nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ cho bà con nông dân mua phân bón chậm trả, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản, tư vấn dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Đồng chí đề nghị các cấp hội trong toàn huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phát động hội viên tích cực tham gia các phong trào phát triển nông nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội nghị cũng đã trao kỷ niệm chương Hội Nông dân Việt Nam và giấy khen của Hội Nông dân huyện cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào và tổ chức hội. Chương trình Truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.